Có một số quý bà con là điện hỏi thăm á, là khi nào mà chúng ta sẽ tỉa cành, và chúng ta tỉa thì trước khi tỉa chúng ta sẽ làm cái gì, rồi sau khi tỉa chúng ta sẽ làm cái gì, rồi giai đoạn nào chúng ta sẽ tỉa cành. Thì hôm nay em xin chia sẻ bà con so sánh giữa cái cây có tỉa cành và cái cây không tỉa cành, thì từ đó bà con chúng ta sẽ xác định cái thời gian thích hợp để quý bà con chúng ta tỉa cành. Thì theo như em là, ví dụ như nếu mà cây nào thật sự cần thiết thì bà con hãy chỉ tỉa cành sớm, còn chỉ tỉa cành là khi cây nó hai đọt với bà con. Còn nếu mà cây chúng ta phát triển bình thường thì chúng ta cũng hạn chế tỉa cành, hoặc là những cây nào có cành vượt nhiều thì chúng ta tỉa cành, còn không thì thôi chúng ta cứ tập trung chăm sóc dinh dưỡng làm sao cho đủ để cây nó tự tạo cái cành quả của nó. Thì sau đây xin mời bà con chúng ta cùng tham quan một cái vườn là hiện tại chưa tỉa cành. Thì tỉa cành nhằm cái mục đích là chúng ta sẽ tạo sự thông thoáng cho cây, tập trung dinh dưỡng để nó nuôi cái cây làm sao cho cây nó khỏe. Nhưng mà bên cạnh đó, tỉa cành thì nó sẽ làm cho cái cây chúng ta tạo một vết thương cơ giới để cho sâu bệnh rồi nó tấn công, nó gây hại. Rồi nó có làm lớn cành hay không thì sau đây xin mời bà con chúng ta cùng tham quan với bà con. Thì cái vườn này em đang xử lý là chưa có tỉa cành nè. Nó thì cái cành vẫn xum xê nữa bà con. Cái dàn lá rất là tốt, rất là khỏe. Đây là cây sáo nha. Thì đây nè, thì nó cái ưu điểm của việc không tỉa cành như các con thấy nè, là cái da nó rất là sáng nè, nó các con thấy không, đây những cái cành nó vẫn lớn nè, nó vẫn lớn nè, các con thấy cái cành rất là to nè. Cái cành này thì nói chung là nó cũng chưa có bằng cổ tay, nhưng mà nó cơ bản là các con thấy cái da nó rất là sáng nè đó. Còn những cái cành, ví dụ như bà con nói là những cái cành trong này tỉa được không, thì kính thưa bà con, nếu mà chúng ta săn sóc đầy đủ thì những cái cành này sau này nó sẽ tự, nó gọi là nó tự khô nè. Thì nó tự khô như vậy là nó sẽ có một cái gọi là một cái nó tự liền da nó, bà con. Thì như vậy là nó sẽ hạn chế nấm bệnh, vi khuẩn nó tấn công. Đây như mấy cành này tự khô nha bà con nè, nói bà con thấy không đó. Thì như nó tự khô như thế này thì chúng ta sẽ hạn chế phun thuốc nè, chúng ta sẽ hạn chế công cắt tỉa nè. Bên cạnh đó là những cái lá này nó sẽ bảo vệ cái da của cái những cái tai cành như thế này nè. Như bà con thấy da nó rất là sáng nè đó, thì vậy là cây nó rất là khỏe và nó mau mau lớn, và cái tai cành nó vẫn lớn. Còn cái trường hợp mà quý bà con chúng ta tỉa cành đó, thì nói chung là tỉa cành thì một là tạo sự thông thoáng. Thì như quý bà con thấy là trên hình của con nè, có một cái cây gọi là nó đang trống nè, thì những cái cành nó cũng không quá rậm rạp nè, như con thấy không, nắng nó gọi vô nè thì cái cây nó già, với con thấy nó già cái da nè, nó già cái da như thế này thì cái cây rất là chậm lớn. Thì vấn đề nữa là với con nó ít dinh dưỡng, thì kính thưa con, nó cũng ít dinh dưỡng nữa, nó cũng không có tốn dinh dưỡng nhiều, nhưng mà cái cây nó cũng không phát triển, nó giảm phát triển nè, nó giảm phát triển thôi nói rồi. Thì cây này là nó cũng phát triển theo nó thôi với bà con, chứ nó không phát triển mạnh bằng so với những cái cây mà phát triển cành lá tùm xum xê. Thì đó, một số cái em xin chia sẻ với bà con. Sắp tới em sẽ chia sẻ với bà con là đây là cái gốc mà nói chung nó cành nó cũng không được nhiều nè, lá nó cũng không có xum xê nè. Và đặc biệt là cái cây nó, như bà con thấy nè, nó trống à. Cái da nó sáng thì nó sáng theo nó thôi, chứ thực chất nó cũng không mạnh lắm. Nhưng mà từ nửa cây trở lên nè, quý bà con thấy cành tùm xum xê không? Những cái cành nó đang rất là lớn nè, và những cái cành nào không hiệu quả nào, từ từ nó tự khô nè. Và phần dưới bà con thấy không? Nó cái da nó sáng thì sáng theo nó thôi, chứ nó không sáng. Còn đây là cây mõn thon, thì nói chung nó mõn thon này cũng tương đối là tốt rồi. Bà con thấy lá nó rất là to, rất là khỏe nè. Vừa rồi thì cho xử lý một cái măng cô dét xanh với một cái gói rồi combi xanh, như con thấy cái lá nó ra nó rất là khỏe nè, nó to thế này nè, là quá ngon luôn. Thì chúng ta sẽ kiểm tra bên trong đây, như con thấy không, cái da nó sáng nè, da nó rất là sáng nè, vừa còn thấy sáng từ trên xuống dưới luôn. Đây là những cái cành vô hiệu, thì sau này chúng ta có thể cắt tỉa cũng được. Thì đó, một số dẫn chứng để em xin chia sẻ với bà con, để chúng ta có một cái nhìn tổng quan, thì từ đó chúng ta sẽ rút kinh nghiệm lại, chúng ta sẽ xử lý cái vườn của chúng ta sao cho nó hợp lý. Đây. Rồi, xin chào với bà con, chúc quý bà con một buổi chiều thật là vui vẻ. Và chúng ta xem đoạn clip thì quý bà con có ý kiến hoặc là đóng góp gì, quý bà con thắc mắc gì, thì bà con cứ liên hệ kênh Kỹ thuật cây trồng,
qua số nào là 0369065. Em sẽ chia sẻ trực tiếp vô những cái vấn đề quý bà con đang quan tâm. Nói chung là vườn này quý bà con biết rồi, chúng ta phải học hỏi, chúng ta phải giao lưu tích cực, giao lưu với nhau để tìm ra những cái gọi là những cái ưu điểm, để chúng ta khắc phục những cái hạn chế để chúng ta thành công hơn. Nói chung đây là một số cái kinh nghiệm mà em đã xử lý thành công trên một số những cái vườn mà em đang đang hỗ trợ kỹ thuật cho các con. Các con thấy cái vườn này mà đi thêm một cây đọt nữa, đợt sau là cái cây gọi là khủng luôn nha các con. Em sẽ cập nhật thêm một số cái kỹ thuật rồi cũng như là cái giai đoạn phân bón để cho các bà con chúng ta nắm và chúng đó chúng ta xử lý làm sao cho nó xử lý cho vườn chúng ta đạt. Ở đây là cái vườn ở miền Tây nha các bà con. Thì sắp tới tôi sẽ có những cái chuyến hành trình đi miền Đông hoặc là Tây Nguyên. Thì lúc này em sẽ có về dịp thì sẽ ghé vườn của bà con, chúng ta cùng nhau giao lưu. Thì miền Tây thì nói chung đặc điểm của miền Tây là cỏ rất là nhiều. Thì cỏ thì mùa mưa cũng tốt mà mùa nắng cũng tốt. Thì giai đoạn này thì quý bà con khi nào mà chúng ta lắp đất vô thì sau này chúng ta có thể để cỏ giữ cỏ để cho cái đất nó tơi xốp.